Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Chương trình sáng nay thứ tư ngày 7 tháng 6 2023 sẽ gồm có các nội dung đáng chú ý, như vẫn chưa nêu được các giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng người lao động mất việc làm, doanh nghiệp trốn chậm đóng bảo hiểm xã hội, Đồng Nai đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nỗi lo gửi con mùa hè của phụ huynh là công nhân lao động. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay phiên họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Như đã thông tin, hôm qua Quốc hội bắt đầu bước vào 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, lao động thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải và Ủy ban Dân tộc. 4 nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm lao động thương binh và xã hội, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, dân tộc. Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các thành viên chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất và Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề này. Sau đó Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc, gồm trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các bộ ngành trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hậu Allen chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham dự trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Trước đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, tính đến cuối tháng 5, số lao động bị mất việc, giảm việc khoảng 506.000 người, trong đó khoảng 270.000 người mất việc làm. Tuy nhiên, số người bị chậm đóng bảo hiểm xã hội lên đến 206.000 người. Đời sống khó khăn khiến lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có chiều hướng gia tăng lên. Bên hành lang, các đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vẫn chưa nêu được các giải pháp căn cơ. Bộ trưởng sáng giờ thì có đưa ra con số đó nhưng đề ra những cái giải pháp hữu hiệu căn cơ cốt lõi thì chưa ra những giải pháp mà để cho một cái sự thuyết phục của người dân cũng như người lao động. Cho nên cái việc mà theo tôi đối với trong những cái thời gian sắp tới, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần phải có một sự phối hợp nhịp nhàng rốt ráo đối với là chính quyền địa phương cũng như là doanh nghiệp xem lại cái nguyên nhân lý do tại sao lại có cái tình trạng này đã xảy ra như thế. Và cái nhiệm vụ cốt lõi là vực dậy cái nền kinh tế và vực dậy đối với những doanh nghiệp mà hiện nay họ đang ngưng việc, họ đang tạm ngưng việc hoặc là họ rút khỏi thị trường lao động. Cần phải tiếp tục quan tâm để tập trung thực hiện các cái giải pháp liên quan. Đấy, và trong đó thì chúng tôi cho rằng là cái vấn đề về phát triển kinh tế, khơi thông các cái nguồn lực vẫn là một trong những các cái ưu tiên. Thứ hai là chúng ta cũng cần phải kích thích cái tiêu dùng trong nước cũng như là thị trường nội địa. Và cái vấn đề thứ ba nữa là chúng ta cần phải thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Câu trả lời của Bộ trưởng thì cũng mới chỉ đưa ra những cái giải pháp chung chung, ví dụ như là có cái việc tăng cường thanh tra kiểm tra, rồi thì là có cái sự giám sát. Thế nhưng mà cái việc chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động rồi nợ bảo hiểm xã hội thì nó vẫn diễn ra rất là thường xuyên. Và cái điều này thì chính người lao động người ta không giám sát được, vì chính người lao động người ta không trực tiếp kiểm tra được xem là công ty có đóng bảo hiểm cho họ hay không. Thì cái đấy là cái rất khó. Thì trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng, trước tiên là của bảo hiểm và thứ hai nữa là của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Tại sao chúng ta lại không quản lý được cái việc này? Tại sao chúng ta lại để cái tình trạng này xảy ra rất là nhiều và cái ảnh hưởng trước tiên là đến người lao động và cái đối tượng chịu thiệt là người lao động. Tin trong tỉnh Đồng Nai, chiều qua đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã dự sinh hoạt chi bộ tại khu phố Đồng Nai, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa.
chi bộ khu phố Đồng Nai, phường Hóa An hiện có 99 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tại khu phố được nghe thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác chi bộ tháng 5 và phương hướng tháng 6. Theo đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu phố ổn định, đời sống nhân dân dần được nâng lên. Các tổ công tác tích cực vận động, hướng dẫn người dân đăng ký mã định danh điện tử. Trong tháng qua, nhân dân khu phố đã đóng góp làm hệ thống chiếu sáng cho khoảng 100 mét đường với kinh phí 25 triệu đồng. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao hoạt động của chi bộ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chi bộ khu phố Đồng Nai tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của đảng viên, thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện để tạo ra giá trị cho cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của khu phố. Thông qua các hoạt động gần gũi, gắn bó với nhân dân, mỗi đảng viên sẽ nhận ra những quần chúng xuất sắc, gương mẫu, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng. Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn chi bộ khu phố Đồng Nai cũng như các khu phố khác tại thành phố Biên Hòa có thể phát triển từ 2 đến 3 đảng viên mới mỗi năm. Chiều qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan. Tham dự có các đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Mục tiêu chính của chương trình phối hợp là nhằm tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tuyên truyền phong trào vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, huy động các nguồn lực cho quỹ vì người nghèo và bổ sung vốn cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị hai bên cũng cần có các giải pháp phối hợp để tập trung giải ngân cho vay mua nhà ở xã hội một cách hiệu quả, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho đối tượng chính sách, người khó khăn. Điều này cần được thực hiện chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng và tránh tình trạng trục lợi vốn chính sách xã hội. Hiện ngân hàng chính sách xã hội đang thực hiện cho vay 15 chương trình tín dụng chính sách xã hội, dư nợ đạt trên 4.400 tỷ đồng với hơn 17.000 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách đang vay vốn. Thưa quý vị, trong chương trình của đoàn công tác số 15 trên xã đảo Sinh Tồn, các đồng chí Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác, Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn công tác, Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đến động viên, chia sẻ với Trung tá Lê Đình Nam, người con của đất Đồng Nai đang công tác tại Trường Sa. Đồng chí hay tin mẹ mất nhưng do đặc thù công tác không thể về chịu tang. Theo đó, Trung tá Lê Đình Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Do đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo xa, điều kiện đi lại khó khăn, nên khi hay tin mẹ mất, Trung tá Lê Đình Nam không thể trực tiếp về chịu tang mẹ. Đảng ủy chính quyền xã đảo Sinh Tồn đã xin phép đưa di ảnh của mẹ Trung tá Lê Đình Nam về tổ chức lập bàn thờ tại xã đảo Sinh Tồn để quân dân xã đảo đến thắp hương, chia buồn cùng Trung tá Lê Đình Nam. Ngay sau khi trở về đất liền, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai do đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thắp hương viếng mẹ Trung tá Lê Đình Nam, là quản đốc phân xưởng sửa chữa thông tin xưởng X201, cục kỹ thuật binh chủng, tổng cục kỹ thuật đóng tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Sự quan tâm của đơn vị và địa phương là sự khích lệ Trung tá Lê Đình Nam yên tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa. $10.86 tỷ là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký đổ vào Việt Nam sau 5 tháng đầu năm, chỉ còn giảm 7.3% so với cùng kỳ năm trước. Con số trên tương đối khả quan trong bối cảnh dòng vốn đầu tư ra nước ngoài trên toàn cầu bị thu hẹp sau khi Fed liên tục tăng lãi suất thời gian qua. Đáng chú ý, vốn đăng ký mới còn tăng mạnh gần 28% so với cùng kỳ, đạt $5.26 tỷ. Sau 5 tháng, vốn cấp mới và vốn đầu tư thông qua các vốn mua cổ phần đều tăng, chỉ còn vốn điều chỉnh là giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, số dự án đầu tư mới và số lượt dự án điều chỉnh vốn trong 5 tháng cũng tăng so với cùng kỳ, với mức tăng lần lượt là 66.4% và 22.8%. Việc tốc độ tăng số dự án mới lớn hơn tốc độ tăng tổng vốn đầu tư cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài quy mô nhỏ và vừa tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam và đưa ra các quyết định đầu tư mới. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 4, cả nước đã giải ngân gần 111.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 16% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong bối cảnh các lĩnh vực xuất nhập khẩu, tiêu dùng gặp khó,
thì giải ngân vốn đầu tư công được xem là nhiệm vụ quan trọng cần đẩy mạnh nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng tại các cuộc họp tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công, một số địa phương đang tập trung tăng tốc giải ngân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của cả năm. Trong những tháng đầu năm nay, vẫn còn một số đơn vị đang rất ì ạch, mới chỉ giải ngân dưới 5%. Mới đây, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, đẩy mạnh việc thanh toán trước, kiểm soát sau, cho đến khi dự án giải ngân đạt tối thiểu 80%. Bộ Tài chính vừa có công văn số 5594 lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 10 đến 50% mức thu 36 khoản phí, lệ phí, dự kiến thời gian giảm bắt đầu từ 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong đó có 21 khoản phí giảm tới 50% như lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề, hoạt động xây dựng cho cá nhân, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phí thẩm định phê duyệt thiết kế, phòng cháy chữa cháy, lệ phí cấp căn cước công dân, phí trong chăn nuôi, v.v. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết trong thời gian qua đã có công văn chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ cho một số ngân hàng. Theo đó, các ngân hàng được chấp thuận tăng vốn là LP Bank, TB Bank, CA Bank. Hình thức để các ngân hàng này tăng vốn là thông qua các phương án như phát hành cổ phiếu để chia cổ tức, chào bán riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, v.v. Tổng số vốn dự kiến tăng thêm cho các ngân hàng hơn 23.000 tỷ đồng. Hướng tới phát triển kinh tế số, tạo nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn Đồng Nai đã đẩy mạnh các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ truyền thống. Bước đầu đã nhận được sự ứng ứng nhiệt tình, cũng như mang lại sự tiện lợi cho tiểu thương trong hoạt động kinh doanh buôn bán. Sau đây là ghi nhận tại huyện Long Thành. Chợ Long Thành là một trong những chợ truyền thống có quy mô lớn của tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành với hơn 1.000 hộ kinh doanh cố định. Trước đây, việc thanh toán khi mua bán chủ yếu là bằng tiền mặt, gây bất tiện cho cả tiểu thương và người mua, nhất là những lúc đông khách. Ngay khi được triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR code, các tiểu thương đã nhận thấy những lợi ích do phương thức này mang lại nên đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Để đáp ứng nhu cầu của các tiểu thương, huyện Long Thành đã phối hợp với nhiều ngân hàng khác nhau đang đóng chân trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn và in mã QR code cho tiểu thương ngay tại chỗ. Trước đây thì cửa hàng của chị á là thanh toán bằng tiền mặt, nhưng mà gần đây có sự hỗ trợ của bên ngân hàng là thanh toán bằng mã QR code thì chị thấy nó rất là tiện, rất là nhanh và nó rất là thuận lợi cho mình nhiều cái. Chẳng hạn như là tránh cái trường hợp mà bị nhầm, bị nói chung bị chuyển nhầm, chuyển lộn này kia. Nói chung chị cảm nhận là từ ngày có cái thanh toán mã QR code này thì thấy rất là thuận tiện. Trọng tâm là chuyển dịch thanh toán không dùng tiền mặt và chợ 4.0. Thì đến với chương trình này thì MB mang đến rất nhiều ưu đãi cho bà con tiểu thương. Đặc biệt là MB tặng chương trình tặng Việt QR với tài khoản số đẹp và miễn phí hoàn toàn các dịch vụ. MB chúng tôi cam kết đồng hành cùng với huyện và các ngân hàng mà có các chính sách mở tài khoản nhanh chóng và các chính sách thanh toán không dùng tiền mặt tiện ích nhất dành cho bà con. Theo thống kê, hiện nay huyện Long Thành có khoảng 80% người dân đã mở tài khoản tại các ngân hàng. Đây chính là nền tảng hết sức quan trọng để phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai rộng rãi hơn trên địa bàn huyện, nhất là các chợ truyền thống. Từ việc triển khai có hiệu quả phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ truyền thống, huyện Long Thành sẽ tiếp tục triển khai việc xây dựng các sàn thương mại điện tử ở các khu chợ truyền thống, hướng đến xây dựng mô hình chợ 4.0 trên địa bàn huyện. Thì hiện nay chợ Long Thành là đạt được cái chuẩn là chợ văn minh. Thì trong thời gian tới, nếu như mà triển khai thành công việc quét mã QR này, cộng thêm là hỗ trợ cho các hộ tiểu thương thực hiện giao dịch thương mại điện tử. Thí dụ như là các hộ tiểu thương có thể là chuyển qua những cái hình thức như bán hàng online trên các trang điện tử khác như là Sen Đỏ hay là Zara, Shopee. Thì rõ ràng là rất là thuận lợi cho các hộ tiểu thương và đây chính là cái tiền đề để mà thực hiện chợ 4.0, cũng là mô hình mẫu cho cả huyện cũng như là cả tỉnh. Việc áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ truyền thống không chỉ thuận tiện cho người mua hàng mà còn hỗ trợ các tiểu thương trong việc thanh toán các khoản chi phí như tiền thuê mặt bằng, thuế, phí vệ sinh, bảo vệ, v.v. cho ban quản lý chợ.
Đây là một mô hình dễ thực hiện, mang lại hiệu quả ở các hội chợ truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số trên địa bàn các địa phương của Đồng Nai trong thời gian tới. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6 tới, tại công viên Bia Chiến Thắng Long Khánh ở phường Xuân An, thành phố Long Khánh sẽ khai mạc lễ hội trái cây Long Khánh. Đây là thông tin được công bố trong họp báo vào chiều qua. Lễ hội nhằm tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP Đồng Nai. Đặc biệt, lễ hội năm nay với nhiều hoạt động sôi nổi và được tổ chức quy mô lớn hơn, thời gian kéo dài lâu hơn các năm trước. Long Khánh là địa phương có nhiều lợi thế trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Có nhiều loại trái cây nổi tiếng như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng. Lễ hội là dịp để giới thiệu, quảng bá du lịch và sản phẩm trái cây Long Khánh đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Thông qua lễ hội nhằm tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái vườn đến du khách, các đơn vị lữ hành để kết nối tour tuyến du lịch trong tương lai. Năm nay lễ hội trái cây được xác định là sẽ tạo thành cái không gian lễ hội sôi nổi trên địa bàn của toàn thành phố. Và theo đó thì hoạt động của lễ hội trái cây không đơn thuần là tập trung ở cái không gian chính của lễ hội mà sẽ diễn ra trên rất nhiều cái khu vực, nhiều cái hoạt động trên địa bàn của thành phố. Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 15 đến 23 tháng 6. Sự kiện sẽ có 40 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm trái cây, nông sản tiêu biểu, có sự tham gia của các hộ nông dân, hộ kinh doanh, các doanh nghiệp đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xuyên suốt lễ hội còn có các hoạt động khác, gồm giới thiệu bán các sản phẩm nông sản, trái cây đặc trưng của địa phương, tọa đàm phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng sản phẩm OCOP thành phố Long Khánh, trình diễn nghệ thuật chế biến ẩm thực từ trái cây, nông sản địa phương, vân vân. Đặc biệt trong lễ hội sẽ diễn ra lễ xuất khẩu 25 xe container sầu riêng sang Trung Quốc theo nghị định thư. Hai lễ hội xuất khẩu sầu riêng thì đây là một trong những cái chương trình được ủy ban ban tỉnh, tỉnh ủy chỉ đạo và ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng kế hoạch cùng phối hợp với các cái địa phương và chuẩn bị kể cả nội dung cũng như là các cái điều kiện để cho cái buổi lễ nó đảm bảo các yêu cầu như kế hoạch đã đề ra. Hiện tại, hơn 20 nhà vườn ở thành phố Long Khánh cũng đã sẵn sàng đón và phục vụ du khách tham quan. Mỗi nhà vườn sẽ liên kết với một vài cho đến hàng chục điểm vườn trái cây khác để tạo thành tour du lịch. Có nhiều điểm vườn với nhiều loại trái cây khác nhau tạo sự đa dạng hấp dẫn cho du khách. Liên quan đến môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai cho biết kết quả quan trắc môi trường không khí đợt 2023 xung quanh 54 vị trí trong 26 khu công nghiệp cho thấy hầu hết nồng độ bụi TSP tại tất cả các khu công nghiệp đều đạt so với quy chuẩn 05/2013 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Có 9 khu công nghiệp Biên Hòa 1, khu công nghệ cao Long Thành, khu công nghiệp Giang Điền, khu công nghiệp Long Khánh, khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn, khu công nghiệp Nhân Trạch, khu công nghiệp Ông Kèo, khu công nghiệp Sông Mây và khu công nghiệp Suối Tre có nồng độ thông số bụi vượt quy chuẩn từ 1,06 đến 2,69 lần tại một vài thời điểm đo. So với đợt 1 năm 2023 có tần suất phát hiện ô nhiễm 4,17, chất lượng không khí tại các khu công nghiệp có sự suy giảm nhẹ, tần suất phát hiện ô nhiễm 9,72. Nguyên nhân là tại thời điểm đó đang trong thời điểm mùa khô, mặt đường có nhiều đất đá do các xe chuyên chở nguyên vật liệu làm rơi vãi, xe qua lại nhiều dẫn đến phát tán hàm lượng bụi vào không khí. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác vừa diễn ra tại các địa phương trong tỉnh Đồng Nai. Tổ đại biểu số 3 Hội đồng Nhân dân huyện Xuân Lộc vừa có buổi giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Xuân Bắc những tháng đầu năm 2023. Theo báo cáo, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Bắc đã chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trên địa bàn xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, 1 vụ vi phạm hành chính về an ninh trật tự và 12 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Trên địa bàn xã Xuân Bắc không có tội phạm mang tính chất băng nhóm. Các trường hợp vi phạm về cháy nổ, an toàn lao động và tai nạn giao thông dẫn đến chết người không xảy ra. Tại buổi giám sát, đoàn lưu ý trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, nêu cao tinh thần, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó nòng cốt là lực lượng công an xã, cần tiếp tục tập trung lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa từ xa đối với tội phạm và tệ nạn về ma túy, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, v.v.
Hội đồng Nhân dân huyện Trảng Bom đã tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp lần này, các đại biểu xem xét về việc ban hành nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công đợt 1 năm 2023, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trường tiểu học Nguyễn Trãi tại xã Hưng Thịnh và một số nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Văn Sĩ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm tại huyện Cẩm Mỹ. Tại buổi làm việc, đoàn tổ chức kiểm tra thực địa về nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại 4 xã thị trấn. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị quân sự huyện Cẩm Mỹ đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng đúng chỉ tiêu trên giao. Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu ở 2 cấp. Đội ngũ cán bộ đảng viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm và luôn tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ, huyện duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp cùng các ngành chức năng nắm chắc và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 32,9%. Ban chỉ huy quân sự cấp xã được sắp xếp kiện toàn, đủ số lượng, chất lượng theo đề án 989 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mới đây, sư đoàn 309 đóng quân tại thành phố Biên Hòa thuộc quân đoàn 4 đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật cấp trung đội bộ binh giai đoạn 1 năm 2023 tại trường bắn Lam Sơn, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau hơn 4 giờ chiến đấu với sự nỗ lực tuyệt đối của cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị đã tiêu diệt tất cả các mục tiêu được phân công. Qua cuộc diễn tập, cán bộ chiến sĩ các trung đội đã nâng cao bản lĩnh, nắm vững được nội dung, nguyên tắc, chiến thuật, kỹ thuật cơ động linh hoạt, vận dụng sát thực tiễn, phối hợp hiệp đồng tiêu diệt mục tiêu. Cuộc diễn tập thành công, hoàn thành tốt các nội dung, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thông qua diễn tập nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, kiểm tra trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu và công tác tổ chức của trung đội. Trên lĩnh vực giáo dục, chiều qua tại trường đại học Lạc Hồng đã diễn ra sự kiện giao lưu nguồn nhân lực giữa sinh viên tỉnh Đồng Nai và doanh nghiệp Nhật Bản. Chương trình do Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp trường đại học Lạc Hồng tổ chức. Đây là hoạt động thuộc chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất được tổ chức định kỳ hàng năm. Theo Ban Quản lý Khu Công nghiệp, chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất tại tỉnh Đồng Nai do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ được thực hiện thí điểm tại hai trường, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai và Trường Đại học Lạc Hồng từ năm 2013. Sau thành công của giai đoạn 1, tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của chương trình để nhân rộng hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng của doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Năm 2022, chương trình tiếp tục mở rộng thêm hai trường là Trường Đại học Đồng Nai và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật số 2. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ các trường tổ chức đào tạo hơn 6.000 sinh viên trên địa bàn tỉnh và đã có hơn 2.000 sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu đến làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Nhà trường luôn quan tâm đến cái việc mà sau khi người học ra trường để có những cái kỹ năng và thái độ làm việc nhằm phục vụ cho các cái doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và các cái doanh nghiệp ngoài nước ngoài nói riêng, thì các bạn sẽ được trang bị cho mình những cái kỹ năng nghề, thái độ và cái cách mà tiếp cận các cái doanh nghiệp Nhật để nhằm nâng cao cái trình độ kiến thức của các bạn trong cái nghề nghiệp tương lai. Rất là nhiều các cái chuyên gia của Trường Đại học Lạc Hồng đã được đào tạo và các bạn sinh viên cũng được trang bị các cái kiến thức về 5S an toàn, điều phối viên, giúp cho các bạn có một cái kiến thức, cái bản lĩnh rất là tốt khi mà làm việc tới với các cái doanh nghiệp. Và ở đây thì không phải chỉ có riêng doanh nghiệp Nhật Bản mà các cái doanh nghiệp khác ở trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh thành khác, thì khi mà tiếp nhận các bạn sinh viên được thông qua những chương trình đào tạo này thì cũng đánh giá rất là cao, tuyển dụng và trả với cái mức lương hấp dẫn. Tại ngày hội, gần 200 sinh viên đến từ các trường Đại học Lạc Hồng, Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai và Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật số 2 đã được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời tiến hành phỏng vấn.
Sự kiện đại hội nguồn nhân lực hôm nay rất là bổ ích đối với em, tại vì em có thể tiếp cận với các doanh nghiệp nhiều hơn, học hỏi từ các doanh nghiệp, có thể sau khi ra trường em có thể ứng tuyển vào các doanh nghiệp để làm việc sau này. Em đã tham gia giao lưu nguồn nhân lực được 2 lần rồi, giúp em biết cách phỏng vấn, cách viết CV và cách chinh phục nhà tuyển dụng. Thực tế cho thấy các sinh viên được tiếp cận cũng như được đào tạo 5S không chỉ được doanh nghiệp Nhật Bản nhiệt tình đón nhận, mà các doanh nghiệp khác cũng ưu tiên tuyển dụng và trả mức lương cao. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học cao đẳng, đồng thời đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, hiện nay học sinh đã chính thức nghỉ hè. Trái ngược với niềm vui của con trẻ khi được nghỉ hè, các bậc phụ huynh lại lo lắng về việc tìm nơi gửi con để an tâm đi làm. Và đặc biệt với những bậc phụ huynh là công nhân lao động, điều kiện về nơi ở, thời gian làm việc, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thì nỗi lo ấy càng tăng lên gấp nhiều lần. Do đó đối với họ, việc gửi con ở đâu để an toàn, thuận tiện và bản thân được yên tâm làm việc là nỗi lo hàng đầu mỗi khi mùa hè đến. Mùa hè đến, nhiều công nhân lao động có con trong độ tuổi đi học đều rất lo lắng về chuyện gửi con. Một số người may mắn có ông bà trông giúp hoặc chọn những lớp cho con học thêm trong hè, vừa bổ sung kiến thức vừa có nơi để gửi con. Tuy nhiên, không phải ai cũng được vậy. Nhiều công nhân lao động chấp nhận lựa chọn giải pháp đầy mạo hiểm là để con ở nhà chơi một mình. Chẳng hạn như hai em bé này. Bố mẹ đều là công nhân đi làm từ sáng đến chiều. Dù rất lo lắng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không cách nào khác, phụ huynh đành để các em phải tự ở nhà trông nhau. Nghỉ học gần 2 tuần rồi, nó chỉ là tôi để các bé ở nhà cũng rất là lo lắng. Vì ở nhà bây giờ ở đây thì cũng không có bà con gì hết, chỉ có nhờ các bác, cô chú xung quanh hàng xóm trông ngó giùm hai cháu. Tôi đi làm tôi cũng rất là lo lắng, thì sợ các cháu ở nhà nó có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh nên là cũng chưa sắp xếp được cho các cháu đi học. Tương tự, nhiều năm nay, vì hoàn cảnh gia đình, em Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh học lớp 7, sống cùng ba trên Đắk Lắk, cứ đến mùa hè là lại được ba mẹ cho xuống Đồng Nai chơi với em gái của mình đang học lớp 2. Mẹ đi làm công ty cả ngày, Quỳnh ở nhà trọ dạy em học bài, ăn uống. Thi thoảng các em lại chơi với nhau trong hành lang khu nhà trọ chật hẹp. Dạ, con nghỉ hè từ tháng 6, dạ đúng rồi tháng 6. Ở hè thì ba có đưa con về đây để chơi với em. Ở nhà con với em học bài rồi nấu ăn, ăn rồi chơi với mấy em trong xóm để đợi mẹ buổi chiều về. Trời về trước một tí thì mình cũng như là nhắc nhở tụi nó, mình cũng quan tâm đến chúng nó một xíu, chứ ba mẹ nó về trễ rồi chúng nó nhiều khi nó ra đường cũng không an toàn, xe cộ rồi ở trong nhà điện đồ rồi tụi nó nghịch ngợm rồi mình cũng sợ, cho nên mình cứ lâu lâu qua nhắc tụi nó thôi, nhắc chừng thôi, cũng coi giùm giúp giùm cho ba mẹ nó. Rõ ràng vấn đề gửi con trong dịp hè luôn là nỗi lo lắng của công nhân lao động mỗi khi mùa hè đến. Thêm vào đó là phần lớn con công nhân lao động ít khi được vui giải trí do bố mẹ phải làm ca kíp, tăng ca, ít có điều kiện và thời gian đưa con đi chơi. Do đó, ngoài việc quan tâm, chăm lo cho công nhân lao động, thì tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động trong mỗi doanh nghiệp cần có những hoạt động thiết thực ý nghĩa dành cho con em công nhân lao động trong dịp hè. Chương trình Đồng Nai Ngày Mới sáng nay đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.